Dù chỉ xuất hiện chóng dánh có vài phút vào sáng ngày 3 tháng 6, nhưng hình ảnh này đang khiến dư luận sục sôi vì thích thú. Đám mây hình cá chép hóa rồng uốn lượn vô cùng đẹp mắt được cho là chưa từng xuất hiện tại đỉnh núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Nhiều ý kiến còn cho rằng thực sự là một kỳ duyên khi được chiêm ngưỡng hiện tượng này. Trước đó, đỉnh núi này cũng liên tục xuất hiện các đám mây cực hiếm như mây thấu kính với hình dạng như một chiếc đĩa bay, mây hình phượng hoàng, hình cầu vồng lửa.